Nguyễn đến từ IELTS Fighter. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tiếp tục cái chuỗi video này với phần test 3 của sách Cambridge 17. Và không chần chờ gì nữa, chúng ta sẽ cùng tiến ngay vào phần listening part 1. Trong phần listening part 1 này, chúng ta sẽ điền một từ để hoàn thành một cái bảng ghi chép nói về advice on surfing holidays, những lời khuyên về những cái ngày nghỉ lễ mà người ta sẽ dùng thời gian này để đi surfing. Vậy thì đầu tiên, Jack's advice, lời khuyên của nhân vật Jack. Recommend surfing for holidays in the summer. Như vậy, anh ta rất là khuyên rằng là mọi người nên đi surfing vào những cái ngày nghỉ lễ mà có đặc điểm tính chất như thế nào nó ở phía trước vào mùa hè. Câu số 2, need to be quiet chấm chấm chấm. Thì chúng ta nhận thấy với câu số 2 thì để mà có thể đi chơi được lướt sóng thì người ta phải có cái đặc điểm tính chất như thế nào? Có thể nhận thấy với cái trạng từ là quiet thì câu số 2 100% nó sẽ phải là một tính từ. Thế còn câu số 1 để mà bổ nghĩa cho cái danh từ chính là holidays thì người ta có thể dùng tính từ hoặc là vẫn có thể dùng cả một danh từ nữa để bổ nghĩa cho holidays. Câu số 3, chúng ta có một cái đặc điểm đó là một cái nơi tên là County Clare và một cái địa danh Lahinch thì has some good quality cái gì gì đấy. Thì vậy chúng ta nhận thấy về câu số 3 khả năng rất là cao nó sẽ là một cái danh từ số nhiều. Ở Lahinch ở County Clare có một vài cái gì mà nó lại có chất lượng tốt. Câu số 4, good surf school at cái gì gì đó beach. Vậy câu số 4 thì chúng ta lại phải có một cái tính từ gì đấy để mô tả cái bãi biển hoặc là thậm chí nó có thể là một cái tên riêng của bãi biển. Đây là một cái bãi biển nằm ở County Mayo. Câu số 5, surf camp last for one gì gì đấy. Câu này thì phải nói rất là dễ đoán, đó chính là nói đến cái yếu tố thời gian. Câu số 6, can also explore the local chấm 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 by kayak. Người ta cũng thể khám phá một cái gì đấy ở gần đó mà đi bằng một cái loại thuyền, đó chính là thuyền kayak. Vậy thì ở đây chúng ta có thể dễ dàng đoán ra câu câu số 5 thì là một cái danh từ chỉ thời gian. Cái surf camp nó sẽ kéo dài một tuần hay là một tháng hay là như thế nào. Thế còn câu số 6 thì sẽ là một cái danh từ chỉ địa điểm. Đó là một nơi mà người ta có thể đi explore, đi khám phá bằng thuyền kayak. Câu số 7 về mặt thời tiết thì cái tháng tốt nhất để mà đi surfing thì đây rất là dễ đoán, đó chính là cái danh từ chỉ tháng nào. Câu số 8, bao nhiêu degrees, bao nhiêu độ C thì nó cũng là một con số chúng ta có thể dễ dàng phát hiện ra. Câu số 9 đó là số tiền, bao nhiêu euros. Và câu số 10, advisable to hire. Người ta cũng khuyên là nên thuê cái gì gì đấy để cho nó ấm, for warmth, tức là để đi cho ấm. Như vậy chúng ta sẽ cùng tiến hành phần listening đầu tiên thôi. Test 3. This is the IELTS listening test. You will hear a number of different recordings and you will have to answer questions on what you hear. There will be time for you to read the instructions and questions and you will have a chance to check your work. All the recordings will be played once only. The test is in four parts. At the end of the test, you will be given 10 minutes to transfer your answers to the answer sheet. Now turn to part one. Part one. You will hear a man called Jack giving advice to a friend about surfing holidays. First, you have some time to look at questions 1 to 6. Như vậy rất là dễ đoán, chúng ta sẽ nghe 6 câu đầu tiên trước, sau đó thì các câu còn lại sẽ nghe ở lượt sau. Now listen carefully and answer questions 1 to 6. Jack, I'm thinking of taking the kids to the seaside on a surfing holiday this summer, and I wanted to ask your advice, as I know you're such an expert. Well, I don't know about that, but yes, I've done a bit of surfing over the years. I thoroughly recommend it. I think it's the kind of holiday all the family can enjoy together. The thing about surfing is that it's great for all ages and all abilities. My youngest started when he was only 3. Wow!
But it's quite physically demanding, isn't it? I've heard you need to be pretty fit. Yes, you'll certainly learn more quickly and won't tire as easily. Well, that should be okay for us. You've been surfing a few times in Ireland, haven't you? Yes, there's some great surfing there, which people don't always realise. And which locations would you recommend? There seem to be quite a few. Yes, there are loads. Last year we went to County Donegal. There are several great places to surf there. What about in County Clare? I read that's also really good for surfing. Yes, it is. I've been there a few times. Most people go to Lahinch. My kids love it there. The waves aren't too challenging and the town is very lively. Are there good hotels there? Yes, some very nice ones. And there are also a few basic hostels and campsites. It's great if you need lessons, as the surf schools are excellent. Sounds good. Yes, and there's lots to see in the area, like those well-known cliffs. I've forgotten the name of them. Oh, don't worry. I can look them up. I've also been surfing in County Mayo, which is less well known for surfing, but we had a really good time. That was a few years ago when the kids were younger. There's a good surf school at Caroniski Beach. How do you spell that? CARONISKE. Why? Okay. I put the kids into the surf camp they run during the summer for 10 to 16 year olds. Oh, right. How long was that for? 3 hours every day for a week. It was perfect. They were so tired out after that. I can imagine. One thing we did while the kids were surfing was to rent some kayaks to have a look around the bay, which is nearby. It's really beautiful. Oh, I'd love to do that. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 7 to 10. Now listen and answer questions 7 to 10. Now, the only time I went to Ireland, it rained practically every day. Yes, that can be a problem. But you can surf in the rain, you know. It doesn't have the same appeal somehow. Well, the weather's been fine the last couple of years when I've been there. But actually, it tends to rain more in August than in the spring or autumn. September's my favourite month because the water is warmer then. The only problem is that the kids are back to school then. I know. But one good thing about Irish summers is that it doesn't get too hot. The average temperature is about 19 degrees, and it usually doesn't go above 25 degrees. That sounds all right. Now, what about costs? Surfing is a pretty cheap holiday, really. The only cost is the hire of equipment. You can expect to pay a daily rate of about 30 euros for the hire of a wetsuit and board. But you can save about 40 euros if you hire by the week. That's not too bad. No. It's important to make sure you get good quality wetsuits. You'll all get too cold if you don't. And make sure you also get boots. They keep your feet warm, and it's easier to surf with them on too. Okay, well, thanks very much for that. That is the end of part one. Okay. Như vậy chúng ta vừa mới nghe xong 10 câu đầu tiên của phần Listening Part 1. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại các đáp án mà mình đã điền được. Trong số các cái đáp án này thì cũng sẽ có một số câu tương đối là khó so với mặt bằng chung của các bài Listening Part 1. Đặc biệt đó là câu 1. Câu 1 thì rất là ít người sẽ có thể đoán được trước rằng nó lại là family. Cả cái câu văn nguyên văn của nó là is the kind of holiday mà all the family can enjoy together. Và người ta giải thích là cả những người trẻ lẫn những người già đều có thể tham gia. Thế thì nó là cái loại kỳ nghỉ mà tất cả các thành viên trong gia đình, all the family can enjoy together. Thì chúng ta nếu như mình điền family holidays thì nó cũng sẽ tạo thành một cụm từ có nghĩa.
Tuy nhiên, như thầy đã phân tích ngay từ đầu, thì rất nhiều bạn sẽ nghĩ rằng là trước mặt holidays thì nó sẽ là tính từ, nên là nhiều người sẽ không nghĩ đến cái từ family. Câu số 2 ngược lại thì đó là một câu tương đối đơn giản. Trước khi đưa ra từ fit thì người ta có dùng một cái từ khóa đó là physically demanding. Physically demanding là nó tương đối khó, tương đối đòi hỏi về thể chất. Câu số 3 hotels thì rất là đơn giản. Câu số 4 Karoliniski, đây là một cái tên riêng và nó được spelling rất là dài đúng không nào? C A R O W N I S K E Y. Câu số 5 one week. Những cái cam, cái surf cam thì nó kéo dài gọi là 3 hours a day và kéo dài liên tục trong một tuần. Thế còn câu số 6 thì the bay which is nearby. Thì đây cũng là một cái cụm từ tương đối là đơn giản. Chúng ta có the bay chính là cái vịnh và nearby thì nó chính là paraphrase từ khóa local. Nhịp tiếp theo ta cho câu từ 7 đến 10 thì gần như không có cái câu nào là quá khó cả. Chúng ta có câu số 7. Người ta nhắc đến là August là một cái tháng mà nó mưa rất là nhiều. Thế còn thời tiết lý tưởng mà bạn Jack đưa ra đó chính là vào September, vào tháng 9. Vì là the water is warm, cái nước thì nó sẽ ấm hơn. Next one, 19 degrees là cái average temperature và gần như là nó không bao giờ above, không bao giờ vượt quá 25 degrees. Ở đây có hai con số là 19 và 25 thì rõ ràng là nó không lừa được chúng ta. Vì average, cái con số trung bình là 19 thì mình đều nghe rất rõ. Câu số 9, đây cũng là một câu tương đối là dài. Tiền thuê sẽ là bao nhiêu euros per day thì each day nó sẽ tốn là 30 euros. Mỗi một ngày sẽ tốn gọi là 30 euro. Nhưng anh ta lại, bạn Jack lại bổ sung thêm một cái thông tin nữa mà có thể gây nhiễu. Đó là nếu như mà bạn gọi là hire them for a week, tức là thuê liền cả tuần, thì bạn có thể save được khoảng $40, là sẽ tiết kiệm được 40 euros. Có nghĩa là giả sử như 30 euros per day mà cả một tuần a week thì là 7321, nó sẽ là 210. Rồi bạn ấy nói là bạn có thể save được 40 euros, tức là tiết kiệm được 40, thì mình lấy 210 trừ 40 thì nó rơi vào khoảng 170. Thì có nghĩa là cả tuần thì sẽ chỉ là 170, thế còn nếu như thuê lẻ từng ngày sẽ là 30. Ok. Thế còn câu số 10 thì cái từ boots có số nhiều thì chúng ta nghe cũng rất là rõ ràng. Nó sẽ keep your feet warm, giữ cho chân của bạn được ấm. Như vậy, chúng ta đã nhận thấy 10 câu đầu tiên của bài Listening Part 1 tương đối là đơn giản. Mình sẽ cùng tiếp tục với phần Listening Part 2 mọi người nhé. Hello everyone, chúng ta cùng tiếp tục với phần Listening Part 2 ở trong Test 3 Listening của Cambridge 17. Ở đây chúng ta sẽ có 10 câu hỏi tiếp theo, nhưng nó lại được chia ra thành các nhóm như sau. Câu hỏi 11 và 12, đây là dạng câu hỏi Multiple Choice nâng cao. Mình sẽ phải chọn 2 đáp án đúng trên tổng số 5. Với câu từ 13 đến 15 thì đây lại là những câu multiple choice cơ bản. Chúng ta chọn 1 trên 3 đáp án. Như vậy có thể thấy tương đối là rõ ràng là 5 câu đầu tiên, chúng ta sẽ phải nghe 5 câu đầu tiên trong cái nhịp thứ nhất của phần listening này. Thế còn các câu tiếp theo, 5 câu tiếp theo từ 16 đến 20 thì mình sẽ nghe trong cái nhịp thứ hai. Có thể thấy những cái câu hỏi này tương đối là dài và mình sẽ cần phải dành ra rất nhiều thời gian để đọc trước và dịch được các cái đáp án cũng như các cái câu hỏi ở đây. Trên thực tế bài thi thì khi mà đã hoàn thành xong phần listening part 1, người ta nói rằng là now you have 1 minute to check your answers for part 1. Thì bạn có thể dành luôn cái thời gian đó mở ngay sang part 2. Để mà đọc trước các cái câu hỏi và các đáp án ở trong part 2 thì mình sẽ được tối ưu hơn về thời gian. Đầu tiên chúng ta cùng phân tích hai cái thông tin nào sau đấy được đưa ra
về The School's Extended Hours Child Care Service. Đây là cái dịch vụ trông trẻ ngoài giờ của nhà trường. Như vậy thì cái dịch vụ trông trẻ ngoài giờ học của nhà trường có thể hiểu là trước khi vào giờ học buổi sáng hoặc là sau khi tan học buổi chiều thì cái nhà trường này có thể trông luôn các em thêm một thời gian nữa để có thể phụ huynh có thể đến đón, hoặc là vào buổi sáng phụ huynh cần phải đưa các em mới đi sớm rồi phụ huynh còn đi làm chẳng hạn. Như vậy các thông tin mà chúng ta cần phải chọn đó là gì đây? Đáp án A, it started recently, có nghĩa là cái dịch vụ này vừa mới được bắt đầu triển khai gần đây. Đáp án B, more children attend after school than before school. Vậy về đáp án B này chúng ta thử phân tích. Như thầy vừa mới giải thích với mọi người, after school đó là vào buổi chiều sau khi tan giờ học. Thế còn before school là vào buổi sáng sớm trước khi vào học. Thì về before school có nghĩa là các phụ huynh cần phải đưa con đi từ rất sớm rồi đặt con ở đấy, rồi sau đó họ phải đi làm cho kịp giờ. Thì em học sinh đấy có thể đến trường chơi sớm khoảng độ 2 tiếng trước khi vào giờ học chẳng hạn. Thế còn after school thì sao? After school thì nó là vào buổi chiều. Sau khi tan học thì nhà trường có thể trông các em học sinh thêm khoảng 1-2 tiếng nữa để mà đợi phụ huynh tan làm về đón. Như vậy ở đây người ta nói rằng là có nhiều trẻ em tham gia vào cái buổi after school hơn là buổi before school. Thì khi mà chúng ta hiểu về bản chất vấn đề như vậy, mình hoàn toàn có thể nhận biết được rằng là nó có thể được paraphrase một cách rất đơn giản, đó là vào buổi morning hay là buổi afternoon. Đáp án C, trung bình thì có khoảng 50 trẻ em tham gia in the mornings. À, chúng ta nhận thấy ngay cái câu B thầy vừa mới nói về vấn đề paraphrase, thì câu C này chúng ta nhận thấy ngay in the morning đó chính là nói đến cái ca là before school. Câu D, a child cannot attend both the before and after school session, có nghĩa là một học sinh, một đứa trẻ thì không thể nào tham gia cả hai cái ca đấy được. Và cùng là câu D, the maximum number of children, gọi là cái số lượng trẻ em tối đa mà nhà trường có thể trông được đây là 70 em. Như vậy, mình đã dịch được và phân tích được một số cái thông tin về paraphrasing ở trong câu hỏi 11 và 12. Với câu từ 13 đến 15, chúng ta sẽ cùng đọc thật nhanh. Cái child care course cho cả một cái complete afternoon session, toàn bộ một cái ca buổi chiều thì sẽ mất bao nhiêu tiền cho một học sinh? 3.50 pounds, hay là 5.70 pounds, hay là 7.20 pounds. Câu 14 là what does the manager say about food, về vấn đề đồ ăn? Đáp án A, những em nào bị dị ứng thì phải tự đem đồ ăn. À, người ta sẽ không cung cấp thức ăn cho những em bị dị ứng. Đáp án B, các em này có thể là tự đem theo những cái healthy snacks, tự đem theo những cái đồ ăn vặt mà nó tốt cho sức khỏe. Và đáp án C, thì các em đấy sẽ được cung cấp một cái bữa ăn gọi là đầy đủ, a proper meal, một cái bữa ăn thịnh soạn đầy đủ vào lúc 5 giờ chiều. Như vậy thì nói đến việc là người ta trông trẻ thì nó có kèm theo là có cung cấp luôn cả suất ăn không đây. Còn câu 15, điều gì là khác về những cái arrangement, về những cái việc sắp xếp vào school holidays, vào những ngày nghỉ của nhà trường? Vậy đây là một thông tin tương đối là quan trọng. Vào những ngày đi học thì nhà trường có thể trông các em học sinh theo cái dịch vụ như chúng ta vừa mới trình bày ở phần trên. Thế còn vào những ngày nghỉ thì sao? Những ngày nghỉ thì liệu rằng là phụ huynh có thể đem con đến đây để nhờ nhà trường trông hay không? Đáp án A là có cả những học sinh từ các trường khác, có cả những em trẻ em từ các trường khác cũng có thể đến dự. Đáp án B là cả những học sinh lớn tuổi hơn cũng có thể đến. Và đáp án C là một cái số lượng học sinh, một cái số lượng trẻ em đông đảo hơn có thể đến dự. Ok. Như vậy, trong cái nhịp đầu tiên thì chúng ta sẽ làm 5 câu đầu tiên. Thế còn với 5 câu tiếp theo, mình sẽ làm trong cái nhịp nghe thứ hai. Tuy nhiên, thầy cũng sẽ phân tích luôn về mặt từ vựng ở đây, và chúng ta sẽ có thể phân tích được và chúng ta có thể biết trước được.
Trong các câu từ 16 đến 20, chúng ta sẽ có cái dạng câu hỏi matching. Mình sẽ phải lần lượt nối các cái information, các cái thông tin đặc điểm này với 5 cái activities mà nhà trường sẽ tổ chức. 5 cái activities này lần lượt là Spanish, học tiếng Tây Ban Nha, Music, Painting, Yoga và Cooking. Và chắc chắn rồi, thứ tự xuất hiện của 5 cái activities này là không được đảo lộn. Thế còn chúng ta có các đáp án từ A cho đến G. Có tất cả là 7 đáp án từ A cho đến G. Trong đó thì trên đề bài người ta cũng không ghi rằng là đáp án nào được phép lặp lại. Và do vậy chúng ta nhận thấy những đáp án này mang tính chất là loại trừ, tức là mỗi đáp án chỉ dùng có một lần thôi. Ngoài ra thì sẽ có thể có cả hai đáp án là hoàn toàn không dùng đến, bởi vì chỉ có tất cả là 5 câu hỏi và có 7 đáp án thì sẽ có hai cái không dùng đến và mỗi đáp án chỉ được dùng một lần. Chúng ta cùng đọc qua và dịch trước một lần. Câu A limited availability và câu B là is no longer available. Chắc chắn là hai câu này là người ta cố tình đưa ra đây để chúng ta rất dễ bị nhầm giữa hai câu này. Limited availability tức là nó sẵn có đấy, nhưng mà chỉ ở một mức độ giới hạn thôi. Thế còn câu B tức là bây giờ không còn nữa rồi, no longer available. Đáp án C is for over 8 only tức là như thế nào? À, rất nhiều bạn đọc đến đây thì sẽ không thể nào hiểu được là over 8, cái số 8 thêm số nhiều kia có nghĩa là gì? Rất khó hiểu. Thì thầy sẽ giải thích luôn. Đó là đây là một cái ngữ cảnh mà chúng ta đang nói đến việc là nhà trường tổ chức các cái hoạt động cho các em học sinh. Thì over 8 ở đây có thể hiểu là những cái bạn học sinh mà phải là từ 8 tuổi trở lên. Đáp án D cần sự giúp đỡ của phụ huynh. Đáp án E là phải an additional fee, tức là phải đóng thêm tiền. Và đáp án F là đây là một hoạt động mới, vừa mới được giới thiệu, vừa mới được đưa vào. Và cùng đáp án G là requested by children, là nó được yêu cầu bởi chính các bạn học sinh, chính các bạn trẻ em đấy. Như vậy, vừa rồi thầy đã phân tích với mọi người các cái câu hỏi và các đáp án của phần Listening Part 2 từ 11 đến 20. Và bây giờ chúng ta sẽ tiến hành làm bài nghe. Part 2. You will hear the manager of a childcare service at a primary school talking to parents at an open day about the school's childcare service offered before and after school. First, you have some time to look at questions 11 to 15. Now listen carefully and answer questions 11 to 15. Good afternoon. My name's Mrs. Carter, and I run the before and after school extended hours childcare service. I hope you've had a chance to have a good look around the school and talk to staff and pupils. I know that many of you are interested in using our childcare service when your child joins the school, and perhaps you already know something about it. But for those that don't, I'll go through the main details now. We offer childcare for children from the ages of 4 to 11, both before and after school. I know that many parents who work find this service invaluable. You can leave your child with us, safe in the knowledge that they will be extremely well cared for. We are insured to provide care for up to 70 children, although we rarely have this many attending at any one session. I think we generally expect around 50 to 60 children for the afternoon sessions and about half that number for the breakfast sessions. Although we currently do have 70 children registered with us, not all of these attend every day. It's 10 years since we began offering an extended hours service, and we've come a long way during that time. When we first opened, we only had about 20 children attending regularly. We try to keep our costs as low as we can, and we think we provide very good value for money. For the afternoon sessions, which run from 3:30 until 6 p.m, it's £7.20. But if you prefer, you can pay for 1 hour only, which costs £3.50, or 2 hours, which costs £5.70.
The cost of the childcare includes food and snacks. They'll be given breakfast in the morning and in the afternoon, a healthy snack as soon as they finish school. At 5 p.m, children are given something more substantial, such as pasta or a casserole. Please inform us of any allergies that your child might have, and we'll make sure they're offered a suitable alternative. As you may know, the childcare service runs through the school holidays from 8 a.m. to 6 p.m. We offer a really varied and exciting program to keep the children entertained. We don't want them to feel as if they are still at school. It will also feel different because they'll get the chance to make new friends with children from other schools. Spaces are available for them because a lot of our term time children don't always attend during the holiday. In the past, parents have asked if children over the age of 11 are allowed to come with their younger brothers and sisters, but I'm afraid we're unable to do this because of the type of insurance we have. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 16 to 20. Okay. Ở đây chúng ta vừa mới nghe xong 5 câu đầu tiên và thầy sẽ tạm dừng cái file nghe lại và sẽ phân tích cho mọi người luôn các cái đáp án từ 11 cho đến 15. Và nếu như các bạn theo dõi thì chúng ta nhận thấy ngay trong quá trình nghe thầy đã tranh thủ take note lên trên cái file Word này. Về câu số 11 và câu số 12 thầy đã take note lại được một số thông tin rất là quan trọng. Cái từ khóa đầu tiên đó là up to 70. Có nghĩa là gì? Là tối đa lên đến 70 học sinh. Nhưng mà hiếm khi thì người ta có được cái con số tối đa này. Thông thường usually thì về afternoon thì có khoảng là 50 đến 60 em. Thế còn breakfast thì chỉ có khoảng một nửa con số như vậy thôi. Và tất nhiên không phải tất cả học sinh đều đi vào tất cả các ngày. Cái dịch vụ này nó đã hoạt động được 10 năm rồi. Và lúc đầu khi mà at first khi mà mới triển khai thì nó chỉ có khoảng 20 em học sinh thôi. Như vậy, dựa vào các thông tin mà thầy đã trích nốt được như thế, chúng ta sẽ cùng xem là mình loại trừ ngay lập tức đáp án A vì nó đã chạy được 10 năm nay rồi cơ mà. Câu B, more children attend after school than before school, thì đó chính là một đáp án đúng. Giống như nãy mình đã trích nốt là vào afternoon, vào buổi chiều, tức là after school ấy, thì là 50-60 em. Thế còn buổi sáng vào breakfast thì là chỉ có một nửa con số đấy thôi, tức là chỉ khoảng 25 đến 30 em thôi. Như vậy đáp án B là một đáp án rất là chính xác. Đáp án C, có trung bình khoảng 50 em học sinh tham gia vào các buổi sáng, thì đây là một thông tin sai vì chúng ta nhận thấy là trung bình 50 đến 60 học sinh tham gia vào buổi chiều cơ. Đáp án C là một đáp án sai nhé mọi người nhé. Đáp án D hoàn toàn không nhắc đến cái việc này, không hề có thông tin nào về đáp án D cả. Và cuối cùng đáp án Y là con số tối đa mà họ có thể nhận được thì là 70 học sinh, thì đây cũng là đáp án chính xác. Như vậy, trong quá trình check note ngay trong lúc nghe, mình đã ghi lại được những thông tin cực kỳ là quan trọng. Và sau đó chúng ta chọn đáp án thì hai đáp án đúng sẽ là B và E. Hy vọng rằng các bạn cũng kịp theo dõi được cái quá trình mà thầy check note và phân tích các đáp án ở đây. Sau khi đã chọn được hai đáp án rất đúng cho câu 11 và câu 12 B và E, thì đến câu 13 chúng ta có đáp án C rất đơn giản. Mình nghe rất là rõ ràng là toàn bộ cái afternoon đấy kéo dài từ khoảng 3 giờ đến khoảng 6 giờ chiều ấy, thì là 7 pounds 20. Thế nhưng mà nếu như mà quý vị phụ huynh nào mà chỉ muốn gửi trông con đúng 1 hour thôi thì nó sẽ là 3 pounds 50, và 2 hours thì sẽ là 5 pounds 70. Và như vậy chúng ta nhận thấy là gửi càng lâu thì cái giá tiền cho mỗi 1 giờ nó sẽ càng rẻ. Number 14, chúng ta sẽ chọn đáp án chính xác, đó chỉ là đáp án C. Đến khoảng 5 p.m. người ta nói rất là rõ, học sinh sẽ được ăn một cái món mà nó gọi là substantial, một cái suất ăn mà nó substantial, tức là nó đầy đủ, đủ chất hơn. Ví dụ như là được ăn hẳn pasta, được ăn hẳn một món mì Ý. Thì chúng ta nhận thấy là những món ăn kiểu như pasta là được coi là main course, được coi là món chính trong những bữa ăn lớn rồi đấy.
Thì do vậy đáp án C sẽ đáp án chính xác ở đây. Cuối cùng câu 15. Câu 15 thì chúng ta nghe thấy một cái đoạn rất là rõ ràng, đó là make new friends với các bạn children from other schools. Thì đó chính là thông tin chính xác. Đáp án B nói đến việc là older children, thì có những bạn trẻ lớn hơn cũng có thể đến dự. Thông tin này thì người ta đã đánh dấu một cách rất là rõ ràng, đó là in the past, ngày xưa thì có thể là như vậy, nhưng mà ngày nay thì về vấn đề insurance là họ không thể làm được điều đó nữa. Như vậy với câu 15 chúng ta chọn đáp án A rất là đơn giản. Như vậy mọi người thấy được rằng là với 5 câu đầu tiên với dạng đề multiple choice có rất nhiều cạm bẫy, và nhờ cái việc phân tích rất là kỹ về từ vựng cũng như về hướng paraphrase trước khi nghe, và chúng ta đã chọn được các đáp án chính xác. Trong khi nghe thì các bạn nhận thấy thầy đã phải take note rất là nhanh, và chúng ta cũng nhận thấy rõ cái tầm quan trọng của việc take note, đúng không nào? Tiếp theo mình sẽ cùng nghe các câu từ 16 đến 20, thầy sẽ tiếp tục mở file nghe nhé. Now listen and answer questions 16 to 20. So now let me tell you about some of the activities that your child can do during the after school sessions. As well as being able to use the playground equipment, computers, and the library, there is usually at least one special activity that children can do each day. For example, Spanish. We have a specialist teacher coming in every Thursday to give a basic introduction to the language through games and songs. She does two sessions, one for the over eights and one for the younger children. This is the only activity which we have to make an extra charge for, but it's well worth it. Once a week, the children have the opportunity to do some music. We're very lucky that one of our staff is a member of a folk band. On Mondays, she teaches singing and percussion to groups of children. We do rely on parental support for this, so if any of you sing or play an instrument and would be prepared to help out at these sessions, we'd be delighted. Painting continues to be one of the most popular activities. To begin with, we weren't keen on offering this because of the extra mess involved, but children kept asking if they could do some art, and so we finally gave in. Art is great for helping the children to relax after working hard at school all day. Yoga is something that we've been meaning to introduce for some time, but haven't been able to find anyone available to teach it, until now that is. So we'll see how this goes. Hopefully, children will benefit in all sorts of ways from this. Cooking is another popular activity. They make a different sort of cake or pizza or bread each week. Although the younger children love doing it, we found that the mess was just too much. So we've decided to restrict this to the over eights, as they are better able to clean up after themselves. That is the end of part two. Ok, như vậy chúng ta cũng đã vừa mới nghe xong 5 câu từ 16 đến 20, 5 câu cuối cùng của phần Listening Part 2. Và như bạn có thể quan sát thấy ở trên màn hình, ngay trong lúc nghe thầy đã take note được một số thông tin rất là quan trọng ở đây. Câu số 16 về việc học Spanish thì người ta có một cái teacher, cô ấy đến vào ngày thứ 5, sẽ có 2 sessions, sẽ có 2 cái tiết học, một cho đối tượng nhỏ tuổi và một tiết cho đối tượng là overage. Như vậy là cả các đối tượng nhỏ lẫn lớn thì đều có thể được học Spanish. Và đây cái thông tin quan trọng nhất ở trong câu 16 đó chính là từ khóa extra charge. Extra charge. Và đó chính là đáp án E, an additional fee. Chúng ta nhận thấy paraphrase từ đồng nghĩa rất là đơn giản. Extra charge bằng với additional fee là phải mất thêm tiền. Câu số 17, cái từ khóa parental support. Cái từ khóa parental support ở đây thì đó chính là bằng với đáp án D, chính là cái sự giúp đỡ từ chính các vị phụ huynh. Đây cũng là một cái đáp án rất là dễ. Câu số 18, nó cũng hoạt động painting thì rất là được ưa chuộng.
Lúc đầu họ weren't keen on, lúc đầu thì cái nhà trường cũng không thích cái hoạt động này lắm, nhưng mà vì children kept asking, các bạn học sinh cứ hỏi mãi về việc là bọn em có được vẽ không, nên cuối cùng họ đã give in, cuối cùng họ đã phải đầu hàng và đã phải đưa cái hoạt động painting này vào. Như vậy đáp án là nó được yêu cầu bởi chính các bạn học sinh, đáp án G. Câu 19 thì đây chính là một cái câu mà tương đối là khó về yếu tố thì của động từ. Nhà trường đã meaning to introduce cái hoạt động này for some time và until now, và đến tận đây bây giờ thì họ mới có cái khả năng để làm được việc đó. Thì đó chính là việc là đáp án F, nó là new activity. Họ đã rất muốn đưa hoạt động này vào từ lâu rồi nhưng không có khả năng, và until now đến bây giờ họ mới đưa vào được, và họ đang vừa mới đưa cái hoạt động này vào thì nó là new activity. Cuối cùng là câu 20 thì thông tin cũng rất là rõ ràng. Cái sự bừa bộn khi mà các bạn nhỏ học cooking thì nó quá là gọi là vượt quá cái khả năng chịu đựng của cái nhà trường, và họ đã giới hạn là restrict chỉ là 8 tuổi trở lên thôi. Như vậy nó chỉ dành cho đối tượng học sinh là over 8 only. Đáp án C cho câu thứ 20. Như vậy, chúng ta nhận thấy với những cái từ khóa mà mình check note được trong quá trình nghe, chúng ta đã chốt lại được các đáp án từ 16 cho đến 20. Và như vậy mình đã kết thúc phần listening part 2. Chúng ta hãy cùng đến với phần listening part 3 mọi người nhé. Ok everyone, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần listening part 3 trong bài test 3 của quyển Cambridge 17. Với bài tiếp theo này chúng ta sẽ có cái tiêu đề của nó là Holly's Workplacement Tutorial. Ở đây mình có một cái bạn học sinh tên là Holly, một bạn sinh viên, và một cái người thầy đó là ông Dr. Green. Vậy thì cái chủ đề của nó nói đến work placement, tức là cái việc đi thực tập công việc của bạn Holly. Câu 21 đến 24, đây là dạng đề multiple choice cơ bản, chúng ta cùng đọc thật nhanh. Holly chọn cái Orion Stadium placement là bởi vì là nó liên quan đến trẻ em, hay là nó là ngoài trời, hay là nó nghe có vẻ vui. Đáp án 22, cái khía cạnh nào về an toàn mà Dr. Green nhấn mạnh nhất, động từ emphasize. Đáp án A là đảm bảo bọn trẻ lúc nào cũng ở trong cái sân vận động. Đáp án B, kiểm tra các cái trang thiết bị cơ sở vật chất mà bọn trẻ sử dụng. Đáp án C, phải dọn hết tất cả các chướng ngại vật ở trong cái phòng thay đồ. Câu 3, ông Green nói gì về các khán giả, spectators, các khán giả. Họ có thể, đáp án A, họ có thể rất khó quản lý, they can be hard to manage. Đáp án B là họ có thể trở thành những cái người tình nguyện viên rất là hữu ích. Và đáp án C là họ không nên chụp ảnh. Câu 24, điều gì đã ảnh hưởng đến cái lịch trình trong quá khứ? Vậy thì đáp án A, thời tiết xấu, đáp án B là chấn thương, và đáp án C là extra time. Extra time thì trong những cái ngữ cảnh nói về thể thao thì extra time có thể được hiểu là cái thời gian bù giờ ở trong các bộ môn thể thao. Ví dụ như là bóng đá, sau khi mỗi hiệp đấu thì người ta có khoảng độ 1 2 phút bù giờ cho những cái lúc mà cầu thủ bị chấn thương, mà trận đấu phải bị dừng lại giữa chừng, thì đó là extra time. Thế còn là các câu tiếp theo trong cái phần từ 25 cho đến 30, chúng ta có cái 6 câu thuộc cái dạng đề matching. Giống như cái bài listening part 2 vừa nãy, lần này chúng ta lại gặp cái dạng đề matching. Những cái event management skills, những cái kỹ năng quản lý sự kiện mà bạn Holly có thể học được qua cái đợt gọi là thực tập nghề nghiệp này, lần lượt các cái kỹ năng sẽ được kể ra phải theo đúng thứ tự. Thế còn các cái đáp án ở đây chúng ta có tận 8 đáp án từ A cho đến H, không có cái nào được dùng lại cả, và mỗi cái chỉ dùng một lần thôi. Sẽ có hai đáp án không dùng đến vì chỉ có tổng cộng là 6 câu hỏi. Đáp án A là phải flexible, một điều rất quan trọng là bạn phải linh hoạt. Đáp án B là bạn phải tập trung vào các cái chi tiết. Đáp án C là phải có một cái vẻ ngoài trông nó thật là thông minh.
Đáp án D là phải biết che giấu cảm xúc. Đáp án Y là mình phải biết dựa dẫm vào những cái chuyên gia. Đáp án F tin tưởng vào quan điểm của chính mình. Đáp án G là một việc một lúc thôi. Và đáp án H đó là thinking of the future, lúc nào cũng phải nghĩ đến tương lai. Như vậy đây là một phần part 3 mà chúng ta nhận thấy nó cũng giống như phần part 2 lúc nãy. Đó là cái việc đọc trước và dịch được trước các đáp án này trước khi nghe là cực kỳ quan trọng. Trên thực tế thì thời gian để mình làm việc đấy ở trong phòng thi là rất là ít. Do vậy mình phải rèn luyện cái tốc độ đọc và xử lý thông tin sao cho thật là nhanh. Part 3. You will hear Holly, a student on an events management course, talking to her tutor about her work placement. First, you have some time to look at questions 21 to 24. Now listen carefully and answer questions 21 to 24. Hello, Dr. Green. I'm here to talk to you about my work placement. Oh, yes, it's Holly, isn't it? Yes. So, which work placement have you chosen? I decided to go for the Orion Stadium placement. The event I'll be managing is one where I'm helping to set up a sports competition for primary school children. Yep, that's always a popular placement, even though it can be tougher than you think, working with children. I know, but it's the fresh air that attracts me. Organising something indoors doesn't have the same appeal, even though it might be fun. Okay, so obviously safety is going to be one of your key concerns for this event. Yes, I've already thought about that. I'll need to make sure none of the equipment's damaged. Ah, well, you'll be working with schools, so the equipment will be their responsibility. However, the grounds and what goes on there will be yours. Oh, I see. That'll include keeping everyone within the boundary once they're in their kit and on the field? Exactly. You'll need to inspect areas like changing rooms as well, for anything someone can trip over, but your main priority will be not to lose anyone. Right. I'll need staff to help with that. And don't forget about the spectators. Hmm. I was thinking that many of them will be parents who could help run the event. I wouldn't rely on that. They'll be more interested in filming their children than volunteering. I'll need to make sure they don't interfere with events doing that. And that's not always easy, especially when a proud parent's trying to get a snap of their child and you want them to move elsewhere. Okay. What about the scheduling? With sporting events, there are all sorts of things that can alter the timetable, like rain, for instance. Though, so far, we've always been lucky with that. Yeah, and I was thinking about what to do if someone got hurt as well. I know that last year, that caused a terrible delay. You have to be prepared for such things. Oh, what if a match ends in a draw? Do you let the teams keep going until someone wins? That'll be up to you. And again, you need to plan for it. Right. Before you hear the rest of the discussion, you have some time to look at questions 25 to 30. Ok everyone, như vậy thầy lại pause lại cái file nghe và chúng ta cùng phân tích các cái nội dung mà thầy take note trong 4 câu đầu tiên. Và qua cái việc take note này chúng ta sẽ chốt được các cái đáp án. Đầu tiên về câu 21. Đây là một hoạt động mà bạn ấy sẽ làm việc với các cái bạn học sinh ở primary school children. Nhưng cái yếu tố mà khiến cho bạn Holly quyết định là tham gia cái work placement này đó chính là it's the fresh air that attracts me. Đây là một cái cấu trúc cleft sentence, một cái cấu trúc câu trẻ rất là quan trọng ở trong tiếng Anh. Chính cái không khí trong lành mới là cái mà cuốn hút và thu hút tôi. Cái việc làm cái gì đó ở indoor thì nó không có được cái sự hấp dẫn như vậy. Thì đáp án B, phải nói khẳng định đáp án B mới chính là đáp án đúng ở đây. Với cái câu trẻ, cái mục đích của cleft sentence chính là để nhấn mạnh khẳng định vào một sự vật này chứ không phải là sự vật khác. Thì việc người ta sử dụng câu trẻ để nhấn mạnh vào một cái đáp án chính xác so với là các đáp án còn lại thì đây chính là một cái
cách sử dụng ngữ pháp rất là quan trọng mà chúng ta cần phải nắm được ở trong IELTS listening. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ nhìn lại cái bài trước một chút. Ở trong cái đáp án D của phần part 2 lúc nãy, cái từ khóa mà chúng ta đã ghi lại được đó là từ khóa parental support. Thì mọi người cần phải lưu ý parental support thì nó là trọng âm 2, trọng âm ở rent. Quay trở lại với phần part 3 này thì câu 21 chúng ta đã chọn được đáp án chính xác, đó là đáp án B rồi. Is the fresh air that attracts me. Một cái clap sentence, một cái câu trẻ. Với câu 22 thì đầu tiên ông thầy đã phân tích được ra là cái equipment thì đó là cái the school's responsibility, nó là trách nhiệm của nhà trường. Thế còn cái việc ở trên sân, on the ground, thì là trách nhiệm của cái bạn Holly này. Bạn phải đảm bảo là tất cả các trẻ em lúc nào cũng ở trong cái ranh giới của cái sân bóng. Và cái việc mà kiểm tra các cái changing room thì cũng cần phải làm đấy. Nhưng mà ông thầy đã nhấn mạnh thêm lần nữa đó là the main priority là not to lose anyone. Cái ưu tiên chính của bạn Holly này về vấn đề an toàn đó chính là đảm bảo là không có đứa trẻ nào bị lạc hết. Có nghĩa là một khi tất cả những đứa trẻ đã bước vào trong sân, đã mặc trang phục thi đấu một cái bộ môn thể thao và tất cả đứa trẻ đấy đã bước vào trong sân thì phải đảm bảo là không một đứa trẻ nào bị lạc. Chúng nó cứ ở trong sân, chúng nó cứ chơi với nhau thì sẽ không có đứa nào đi lạc ra ngoài được cả. Thì đáp án A sẽ là đáp án chính xác cho câu số 22 của chúng ta. Tiếp theo đến câu số 33, người ta nhắc đến parents thì các cái vị phụ huynh này chắc chắn sẽ là không phải đáp án B, bởi vì là ông thầy đã phân tích là họ sẽ gọi là quan tâm hơn về cái chuyện là xem con mình more than là volunteering, thì chắc chắn là mình loại bỏ đáp án B rồi. Đáp án A sẽ là đáp án chính xác, bởi vì là ông thầy đưa ra một từ khóa rất quan trọng, đó là để mà manage, để mà quản lý những cái người đấy thì not always easy. Và not easy thì chính là đồng nghĩa với cái từ hard kia. Người ta giải thích rất là rõ ràng, đấy là khi những cái vị phụ huynh đấy cứ tập trung vào cái việc chụp ảnh con mình và mình muốn các vị phụ huynh ấy là phải di rời sang một vị trí khác thì người ta không thèm nghe đâu, rất khó để quản lý người ta. Câu 24, cả ba yếu tố này đều lần lượt được nhắc tới. Về chuyện bad weather thì ông thầy đã giúp chúng ta loại bỏ đáp án A, bởi vì so far tính đến nay thì chúng ta vẫn rất là may mắn về cái vấn đề weather này, lucky là chưa bao giờ bị. Câu B nói việc là someone gets hurt, ai đó bị thương thì last year, chính xác last year đã có một vụ delay về cái việc này rồi. Thì chuyện này thực sự đã xảy ra trong quá khứ rồi. Thế còn về extra time, bạn ý Holly hỏi rằng là nếu mà draw, nếu mà trận đấu hòa thì sao, có cho bọn trẻ chơi tiếp đến khi nào thắng cuộc hay không? Thì ông thầy đã nói rằng là điều đấy hoàn toàn up to you. Em chỉ cần plan cái việc đấy thôi. Như vậy, đáp án đúng của chúng ta, cái gì mà thực sự đã xảy ra và gây ra ảnh hưởng đến schedule thì đó là đáp án B, injury, nó thực sự đã xảy ra rồi. Next one, chúng ta sẽ cùng nhìn sang các câu hỏi từ 25 cho đến 30. Đây sẽ là 6 câu tương đối là dài và khó. Now listen and answer questions 25 to 30. Now, the aim of your work placement is to give you the opportunity to develop the skills that an events manager needs. So, let's talk about those a bit. Well, I think my communication skills are pretty good. I can talk on the phone to people and book venues and that kind of thing. Good. Just remember, it isn't only about what you say. If you meet someone face to face and want to persuade them to be a sponsor, for example. Oh, I'll dress up for that, sure. Good. Let's go on to think about your organizational skills. You're working in a very people-based industry, and that means things won't always go to plan. I guess it's being prepared to make changes that matters. That's right. You may have to make an on-the-spot change to a timetable because of a problem you hadn't anticipated. Just
do it. Okay. How's your time management these days? I'm working on it. I'm certainly better when I have a deadline, which is why this work suits me. Yes, but it's how you respond as that deadline approaches. I know I've got to look calm, even if I'm in a panic. Just think to yourself, no one must know I'm under pressure. Yeah, even though I'm multitasking like crazy. Another skill that events managers need is creativity. Often your client has what we call the big picture idea, but it's up to the events manager to think of all the fine points that go to making it work. Right. So I need to listen carefully to that idea and then fill in all the gaps. That's right. And you'll have a team working under you. So another key skill is leadership. Your team may have lots of ideas too, but you've got to make the ultimate choices. Do we have refreshments inside or out, for example? Isn't it better to be democratic? It's a nice idea, but you have the ultimate responsibility. So believe in what you think best. Be prepared to say, yes, that's a good idea, but it won't work here. I see what you mean. What about the networking side of things? I know it's an area that a lot of students worry about, because we don't have much experience to offer others. But even without it, you can still be an interesting person with useful ideas. And the more people you impress, the better. I guess that will help me when I apply for a real job. Exactly. Think ahead. Remember what your ambitions are and keep them in mind. Definitely. That is the end of part three. You now have half a minute to check your answers to part three. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ có half a minute to check your answers to part 3. Và với các cái câu từ 25 đến 30, thầy đã check note lại các từ khóa quan trọng để mọi người có thể quan sát được ở đây. Câu số 25 thì nói về vấn đề communication. Ok, bạn ấy có thể gọi điện, có thể trao đổi thông tin, có thể đặt trước các thứ. Nhưng mà khi mà gặp ai đó, meet someone face to face thì chắc chắn là phải dress up. Vậy thì đáp án câu 25, dress up, đó chính là bằng với đáp án C, have a smart appearance. Rất là chính xác. Câu 26, chắc chắn rồi, với những từ khóa như là bạn phải make changes, bạn phải có những cái on the spot change. Đây là một cái collocation rất là hay mà các bạn cũng có thể ghi lại nếu như bạn nào chưa biết cái từ vựng này. On the spot change, một cái sự thay đổi mà gọi là ngay tại chỗ. Bởi vì là đôi khi things will not go according to your plans. Mọi chuyện không diễn ra đúng theo kế hoạch của mình. Và khi mà mình đang là một người đóng vai trò là tổ chức sự kiện, và mình đứng ngay tại cái sự kiện đó, ngay tại thời điểm đó, và phải ra quyết định, một cái sự quyết định thay đổi không đúng theo kế hoạch ban đầu, thì điều đó rất là quan trọng. Thì đó chính là bằng đáp án A, là người ta phải linh hoạt, phải ứng biến, đúng nào. Câu 27, bạn phải look calm mặc dù là bạn đang panic. Ok. Và no one must know I'm under pressure. Thì đây chính là bằng cái việc là cho dù bên trong bạn có hoảng loạn thế nào chăng nữa, nhưng mà bạn phải che giấu, hide your emotions, và bên ngoài trông vẫn phải là calm. Câu 28 là một câu tương đối là khó. Cái người event manager thì sẽ phải lắng nghe một cách rất là carefully, listen carefully. Thế còn người clients, người khách hàng ấy, thì họ chỉ có cái big picture thôi. Người client, người khách hàng, họ có cái big picture là về đại ý, là họ nghĩ rằng như vậy. Thế còn những cái fine point, những cái điểm mà nó là chi tiết, nó là trau chuốt, rồi thì là lắng nghe một cách chi tiết, rồi là phải fill the gaps, phải điền vào chỗ trống, với cái người event manager thì phải làm cái việc đó. Vậy thì đây là một câu tương đối để khó chọn đáp án. Và cái đáp án mà khả dĩ nhất đó chính là đáp án B, là focusing on details. Tại sao lại là focusing on detail? Bởi vì nó sẽ tạo ra cái sự tương phản. Kiểu như là cái người khách hàng thì người ta nghĩ ra cái big picture, gọi là cái đại ý. Thế còn chính cái người event manager sẽ phải giải quyết những cái vấn đề chi tiết, những cái fine points, những cái điểm mà trau chuốt.
và điền vào chỗ trống fill the gaps, những cái chi tiết nhỏ nhặt để điền vào chỗ trống, thì đó chính là cái đáp án B cho câu 28. Câu 29 thì bạn ấy hỏi là có nên democratic, có nên dân chủ khi mà làm việc trong cái team không? Thì ok, những cái là teammates của mình có thể có nhiều ideas, nhưng mà the ultimate responsibility, cái trách nhiệm cuối cùng thì vẫn thuộc về cái người gọi là leader này, và phải believe in what you think best. Hãy tin vào cái điều gì mà bạn gọi là hãy làm theo cái điều gì mà bạn cho rằng là what you think best, bạn cho rằng là tốt nhất. Như vậy đáp án F, trust your own views. Cuối cùng là câu 30. Nói về yếu tố là networking, thì nếu như không thì bạn vẫn có thể làm được nhiều việc. Và cái điều quan trọng đây là khi bạn apply for real job, thật sự quan trọng là khi sau này bạn đi apply vào một cái công việc thật sự đấy, thì bạn phải luôn luôn phải think ahead, phải nghĩ trước đi, luôn luôn nhớ đến những cái ambitions của mình. Thì cái từ khóa think ahead về những cái ambitions của mình ở trong tương lai, thì think ahead chính là bằng thinking of the future, luôn luôn phải nghĩ đến tương lai. Đấy, nghĩ đến việc là làm cái thực tập này thì nó ảnh hưởng gì đến việc sau này khi bạn đi apply một công việc thực sự. Như vậy, vừa rồi thầy đã phân tích rất kỹ và chốt được cho chúng ta các đáp án của phần listening part 3 từ câu 21 đến câu 30. Và cuối cùng mình sẽ đến với phần listening part 4 mọi người nhé. Hello everyone, nào mọi người, chúng ta sẽ cùng đến với phần listening part 4, test 3 của quyển Cambridge 17. Đây sẽ là một bài giảng, một cái lecture về chủ đề là Bird Migration Theory, gọi là cái học thuyết về chuyện di cư của loài chim. Chúng ta đã điền một từ để hoàn thành cái nội dung này, và đúng theo cái dạng đề của listening part 4, tất cả 10 câu liên tiếp sẽ đều là bài điền từ và mình chỉ điền một từ thôi. Ở đây mình sẽ cần phải lắng nghe và hiểu rõ được một cái bài giảng tương đối là khó về một chủ đề khoa học, đó là sự di cư của loài chim. Bài giảng này nó được chia thành các cái đề mục lớn, và tất cả các đề mục lớn thì đều được viết hoa và in đậm. Nó được in đậm chứ không phải là in hoa, nó là in đậm thôi. Đầu tiên, người ta có một câu dạo đầu là hầu hết các loài chim thì đều được cho rằng là chúng sẽ đi di cư theo từng mùa. Thế nhưng mà tuy nhiên, ngày xưa thì người ta đã từng có một cái gọi là hibernation theory, một cái học thuyết về chuyện là loài chim nó ngủ đông. Người ta từng cho rằng là bọn chim thì ngủ đông ở dưới nước, hoặc là chúng tự chôn vùi mình ở trong cái gì. Như vậy câu 31 sẽ là danh từ, một cái gì đấy mà con chim nó có thể chôn vùi mình vào trong đó. Cái học thuyết này sau này đã bị phản biện bởi các thí nghiệm dựa trên những con chim ở trong lồng. Như vậy đấy là một cái học thuyết gọi là sai lầm từ thời xưa. Học thuyết thứ hai gọi là transmutation theory, một cái học thuyết về việc là nó gọi là biến đổi một cách quái dị. Aristotle, một ông rất là nổi tiếng, Aristotle cho rằng là loài chim nó thay đổi từ loài này sang loài khác vào mùa hè và mùa đông. Trời ạ, thật là kỳ diệu. Câu 32, vào mùa thu ông ta quan sát là những con restart thì nó trải qua một cái sự mất đi cái gì, và ông ta nghĩ rằng là bọn chúng biến thành con robins. Thì ở đây con restart và con robin thì đó là tên của một số loài chim, và ông Aristotle thì nghĩ rằng là con restart nó mất cái gì đấy và nó biến thành con robin. Trời ạ. Câu 33 thì là cái những cái nhận định này của Aristotle, chú để ý cái từ danh từ assumption. Assumption, nhận định, có nghĩa là gì? Là ông ta chỉ đưa ra ý kiến như vậy thôi chứ cũng không có cái căn cứ khoa học nào cả, thì gọi là assumption. Những cái nhận định này của Aristotle thì nó vẫn là logic, nó vẫn là hợp lý, có thể hiểu được. Bởi vì là hai cái loài chim đấy thì nó có cái gì giống nhau? Ở đây thì chúng ta hoàn toàn có thể đoán được ra là thời xưa thì người ta chưa có khoa học công nghệ hiện đại như ngày nay, thì có thể là nhìn thấy con chim này trông vóc dáng cơ thể, màu sắc cơ thể nó giống nhau thì ông ta nghĩ là như vậy, đúng không? Và nó cũng là logic đấy, nó cũng là logic đấy, mặc dù nó sai nhưng nó cũng vẫn là có logic chứ không phải là không, đúng không nào? Nghe cũng rất hợp lý nhưng thực ra là sai. Thế còn đến thế kỷ 17, một ông tên là Charles Morton đã gọi là popularized
ông ấy đã truyền bá một cái tư tưởng, một cái ý tưởng rằng là những con chim thì bay đến đâu vào mùa đông. Ok. Thế còn Scientific Development bắt đầu từ cái đoạn cuối cùng này, cái đề mục lớn này nói đến những cái sự phát triển về khoa học thì bắt đầu mới là cái sự thật, là khoa học tìm ra sự thật về chuyện là loài chim nó di cư như nào. Năm 1822, một con stork, một con cò hay là một con cò đã bị giết chết ở Đức. Nhưng nó lại có một cái African spear, chúng ta biết cái từ spear tức là một cái ngọn giáo ấy. Mà một cái ngọn giáo mà có nguồn gốc châu Phi ở trong cái gì của nó. Vậy thì xem nào, một con cò mà bị một cái ngọn giáo châu Phi bắn, gọi là phóng chúng vào cái bộ phận nào trên người, nhưng nó vẫn cố gắng sống sót và lê lết bay được tới Đức. Như vậy thì có thể chứng minh được rằng là con cò này là đã bay đi bay lại giữa hai địa điểm là Germany và Africa. Ok. Vậy câu 35 chúng ta phải điền xem là cái danh từ chỉ bộ phận nào trên cơ thể con cò mà đã bị cái ngọn giáo đấy nó phóng chúng. Câu 36, previously there had been no gì gì đấy that storks migrate to Africa. Rất là dễ hiểu. Trước đó không hề có cái bằng chứng, không hề có cái căn cứ nào để mà người ta nghĩ rằng là những con cò có thể di cư đến châu Phi cả. Câu này đoán được ra luôn, đó sẽ là yếu tố liên quan đến bằng chứng hay là căn cứ. Câu 37, little was known. Đây cũng là một cách diễn đạt mà nhiều bạn đọc thì sẽ không hiểu gì. Little was known tức là người ta biết rất ít về cái gì và những chuyến đi của những con chim di cư cho đến khi cái cách làm là ringing đã được thiết lập. Câu 38, it was thought large birds carry small birds. Người ta tin rằng là những con chim lớn thì nó chở những con chim nhỏ trên một vài chuyến đi, bởi vì chúng bị coi là không thể nào đi qua những cái gì đấy rộng lớn. Trong câu 38 thì chắc chắn rồi, danh từ. Những cái gì mà rất là rộng lớn mà người ta cho rằng là những con chim nhỏ thì không thể bay qua được. Hiểu? Biển, sông hồ, núi, sa mạc gì đấy. Câu 39. Cái việc ringing thì phụ thuộc vào một cái gì đấy mà nó được gọi là chấm 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 of dead birds. Và cái từ này lại có ở trong ngoặc kép. Như vậy những con chim mà đã bị chết thì cái gì của những cái sự gì gì đấy của những con chim đã chết. Từ khóa tương đối là khó. Câu 40 năm 1931, cái gì gì đấy để thể hiện quá trình di cư của các loài chim ở châu Âu đã được in ra. À, nói yếu tố in ra thì chắc chắn là nó phải làm cái tài liệu dưới dạng sách vở mà để người ta in được ra thì xuất bản ra, đúng không? Nó phải làm cái tài liệu dưới dạng sách vở. Như vậy đó chính là cái phần chúng ta phân tích trước trong 10 câu hỏi của Listening Part 4. Và bây giờ chúng ta tiến hành bài nghe của nó thôi. Part 4. You will hear a zoology student giving a presentation on bird migration. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Ok, 31 to 40. Mình sẽ phải nghe liên tiếp 10 câu. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Scientists believe that a majority of the Earth's bird population migrate in some fashion or other. Some travel seasonally for relatively short distances, such as birds that move from their winter habitats in lowlands to mountaintops for the summers. Others, like the Arctic tern, travel more than 25,000 miles seasonally between the northern and southern poles. Bird migration has been studied over many centuries through a variety of observations. But until relatively recently, where birds went to in the winter was considered something of a mystery. The lack of modern science and technology led to many theories that we now recognize as error-filled and even somewhat amusing.
Take hibernation theory, for example. 2,000 years ago, it was commonly believed that when birds left an area, they went underwater to hibernate in the seas and oceans. Another theory for the regular appearance and disappearance of birds was that they spent winter hidden in mud till the weather changed and food became abundant again. The theory that some birds hibernate persisted until experiments were done on caged birds in the 1940s, which demonstrated that birds have no hibernation instinct. One of the earliest naturalists and philosophers from ancient Greece was Aristotle, who was the first writer to discuss the disappearance and reappearance of some bird species at certain times of year. He developed the theory of transmutation, the seasonal change of one species into another by observing redstarts and robins. He observed that in the autumn, small birds called redstarts began to lose their feathers, which convinced Aristotle that they changed into robins for the winter and back into redstarts in the summer. These assumptions are understandable, given that this pair of species are similar in shape, but are a classic example of an incorrect interpretation based on correct observations. The most bizarre theory was put forward by an English amateur scientist, Charles Morton, in the 17th century. He wrote a surprisingly well-regarded paper, claiming that birds migrate to the moon and back every year. He came to this conclusion as the only logical explanation for the total disappearance of some species. One of the key moments in the development of migration theory came in 1822, when a white stork was shot in Germany. This particular stork made history because of the long spear in its neck, which incredibly had not killed it. Everyone immediately realized this spear was definitely not European. It turned out to be a spear from a tribe in Central Africa. This was a truly defining moment in the history of ornithology, because it was the first evidence that storks spend their winters in sub-Saharan Africa. You can still see the arrow stork in the zoological collection of the University of Rostock in Germany. People gradually became aware that European birds moved south in autumn and north in summer, but didn't know much about it until the practice of catching birds and putting rings on their legs became established. Before this, very little information was available about the actual destinations of particular species and how they travelled there. People speculated that larger birds provided a kind of taxi service for smaller birds by carrying them on their backs. This idea came about because it seemed impossible that small birds, weighing only a few grams, could fly over vast oceans. This idea was supported by observations of bird behaviour, such as the harassment of larger birds by smaller birds. The development of bird ringing by a Danish schoolteacher, Hans Christian Cornelius Mortensen, made many discoveries possible. This is still common practice today and relies upon what is known as recovery. This is when ringed birds are found dead in the place they have migrated to and identified. Huge amounts of data were gathered in the early part of the 20th century, and for the first time in history, people understood where birds actually went to in winter. In 1931, an atlas was published showing where the most common species of European birds migrated to. More recent theories about bird migration vary. That is the end of part four. You now have 1 minute to check your answers to part four. Okay,
Như vậy thì chúng ta cũng đã vừa mới nghe xong 10 câu của phần listening part 4. Chúng ta để ý lần lượt các đáp án. Câu số 1 rất đơn giản, chúng cover themselves hidden in mud, bùn. Câu 32, feathers là những cái lông, chúng bị rụng lông. Câu 33, chúng ta đoán được rất là chính xác là những cái con chim này thì có thể có hình dáng, vóc dáng hay là màu sắc gì đó giống nhau, và đáp án là shape. Câu 34, to the moon. Câu 35, in the neck, một cái ngọn giáo phi trúng vào cổ mà cái con chim này nó vẫn không chết, thật là kỳ diệu. Câu 36, evidence. Câu 37, destination, có số nhiều. 38, oceans, cũng có số nhiều. Câu 39 là từ khóa recovery, thì đây cũng là một cái từ rất là khó và tương đối là khó hiểu. Chắc chắn những cái con chim mà đã chết thì không thể nào hồi sinh được. Chúng ta biết cái động từ recover, danh từ recover có nghĩa là hồi phục, tức là nó sống lại, không, nó không thể sống lại được. Mà cái recover ở đây nó chỉ mang nghĩa là người ta đi thu nhặt những cái xác của những con chim mới về thôi. Và câu 40 thì đó là cái Atlas. Thì những bạn nào học môn địa lý thì mình đều biết Atlas nó là một cái quyển mà trong đấy thì chứa một số các cái bản đồ, thì người ta gọi nó là Atlas thôi. Như vậy chúng ta đã chốt được tất cả các đáp án của phần Listening Test 3, cả 4 parts trong quyển Cambridge 17. Thank you everybody for your attention. Và chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các cái video tiếp theo của thầy nhé. Goodbye everyone. IELTS Fighter, tiên phong phổ cập IELTS cho người Việt.